Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, tiếp tục cái chuỗi video review về cái bản white paper của dự án Cotton Cost. Thì mình sẽ tiếp tục review cho các bạn về cái tính năng cơ bản. Thứ nhất là về cái xác thực danh tính. Thì về thông tin định danh của mỗi người dùng được ghi lại ở chuỗi công khai, mức độ tin cậy của mỗi người dùng là rất rõ ràng và sự xác thực danh tính này có thể kết nối tất cả cộng đồng nội dung và các cái sản phẩm được dựng sẵn trong chuỗi công khai của Cotton Cost. Thứ hai là về bản quyền nội dung. Và cái chuỗi công khai của Cotton Cost sẽ ghi lại toàn bộ thời gian khởi tạo, thời gian giao dịch của mỗi tác phẩm, mỗi sản phẩm nội dung. Thứ ba là cái độ tin cậy của người dùng. Thì hệ thống tín nhiệm của người dùng sẽ ghi lại tất cả các thông tin đánh giá mà một người dùng nhận được trên chuỗi công khai của Cotton Cost. Thứ tư là cái hợp đồng thông minh. Thì cái chuỗi công khai Cotton Cost này sẽ hỗ trợ một cái cơ chế hợp đồng thông minh hoạt động trong CVM, đó chính là một hệ thống máy ảo của Cotton Cost. Thứ năm là cơ chế lưu trữ. Về cái kiến trúc kỹ thuật này thì nó bao gồm 3 lớp, đó chính là lớp giao thức, lớp nghiệp vụ và lớp ứng dụng đấy. Và cái sự vận hành nội bộ trong cái hệ thống Cotton Cost này thì thứ nhất là về cái token cơ bản của Cotton Cost có ký hiệu là COST. COST là một đơn vị token cơ bản của hệ thống Cotton Cost và COST có hơn 100 người triệu người dùng tiềm năng khi mới triển khai phạm vi toàn thế giới. Và 10 tỷ token COST sẽ được phát hành là những cái mã tiêu chuẩn ERC20 dựa vào giao thức Ethereum. Sau khi phát hành các cái token cost gốc thì tỷ lệ chuyển đổi sẽ là 1:1, có nghĩa là một token cost chuẩn ERC20 sẽ tương đương với một token cost gốc và Cotton Cost đăng ký trước quyền phát hành lên đến 5% mã token cost mỗi năm và chủ yếu trong hệ sinh thái các khuyến khích. Mặc dù vậy thì ủy ban có quyền ra quyết định cuối cùng về cái số lượng được phát hành thêm mỗi năm. Cái sự phát hành này thì cái số lượng bán giới hạn sẽ chiếm 30%. Đây là cái phân chia giữa các nhà đầu tư và cái nhà tư vấn. Phần dành cho các quỹ dự trữ sẽ được chỉ định ở mức 10% thôi và cái nhóm sáng lập ở mức 15% và 40% sẽ được phân bổ cho việc vận hành hệ sinh thái và phần thưởng dành cho người dùng. 5% còn lại sẽ dành cho các hoạt động mang tính hợp tác của cộng đồng. Các bạn có thấy tỷ lệ của họ nêu ra rõ đây này. 30% số lượng là 3 tỷ này, mục đích kiểm bán giới hạn này, 10% số lượng 1 tỷ mức dự trữ cơ bản và 15% tương ứng với 1,5 tỷ, 0%, 4 tỷ và 5% mới không 15 tỷ. Về cái khai thác token này thì có thể thấy là cái sự lưu thông các token cốt có thể thấy 4 tỷ token dành cho việc vận hành hệ sinh thái không được lưu thông trong giai đoạn đầu mà được phân bổ dưới cái dạng các cái giải thưởng cho những người tạo ra và khai thác nội dung. Đó. Và cái kế hoạch sử dụng cái quỹ huy động được thì họ sẽ dành 70% quỹ thu được sẽ được sử dụng cho các nghiên cứu và phát triển thực hiện bởi Cotton Cost, 20% sẽ dành cho các hoạt động quảng cáo và xúc tiến, 10% còn lại sẽ được giữ lại để lưu trữ. Và phần token dành trong việc vận hành hệ sinh thái thì các cái token code được sử dụng để kích thích hoạt động hệ sinh thái và làm phần thưởng dành cho cái sự cống hiến của đội ngũ sáng tạo nội dung cũng như cái đội ngũ người dùng. Những người dùng có hành vi gây tổn hại cho hoạt động của hệ sinh thái sẽ không được trao thưởng. Thêm vào đó là để thúc đẩy những cái tương tác tích cực với mật độ mong muốn thì người dùng cần đạt được một mức độ xếp hạng tín nhiệm tối thiểu mới có thể nhận được phần thưởng. Và số lượng token code mà người dùng nắm giữ sẽ quyết định phần thưởng được phân chia vào tài khoản của họ là bao nhiêu. Và thứ hai là tiếp theo là cái mô hình trao thưởng cho các hoạt động vận hành hệ sinh thái thì họ được nêu rất là rõ dưới này, các bạn cố gắng tự tìm hiểu. Đấy. Rất là rõ ràng chi tiết ở đây. Đây, những cái phần thưởng cho việc tạo nội dung này, hệ thống tín nhiệm Cotton Cost này, hệ thống khuyến khích của Cotton Cost này, đó. Các phần thưởng từ hoạt động trong hệ sinh thái, phần thưởng cho việc hoạt động cộng đồng, mối liên hệ giữa hệ thống tín nhiệm và hệ sinh thái như sau này. Cái điểm tín nhiệm của một người dùng và giá trị của những cái đề xuất nội dung quyết định người dùng đó có đủ tư cách để phân phối phần thưởng từ hệ sinh thái hay là không. Đó. Mức tín nhiệm của người dùng này được tính theo những cái chế độ bình thường và chế độ chịu phạt.
Giá trị của việc đề xuất nội dung là một đề xuất nội dung có giá trị chỉ khi người dùng thỏa mãn yêu cầu sau: có mức tín nhiệm ở chế độ bình thường, có đủ điểm đề xuất mỗi ngày. Đó. Về cái việc phân phối kho lưu trữ thì người dùng kiếm token bằng cái việc xuất bản nội dung trong hệ sinh thái Content Cost. Và cái tuy nhiên thì mạng lưới Content Cost này không lưu trữ các nội dung thực mà chỉ lưu các cái giá trị hash thôi. Và những người dùng muốn lưu trữ nội dung phi tập trung thì Content Cost sẽ cung cấp dịch vụ đồng bộ và sao lưu từ các nền tảng giao lưu khác. Và để lưu trữ nội dung thì người dùng có thể đặt cái nội dung trong nhiều nền tảng sao lưu bằng cách chi tiêu cost, và các nền tảng sao lưu này cũng có thể đặt nội dung vào mạng chuỗi khối lưu trữ nội dung phi tập trung khác. Về cái xếp hạng giá thầu nội dung này, sau khi người dùng và lưu lượng Content Cost được thiết lập thì các cái vùng quảng cáo cũng sẽ được mở bán. Người tạo nội dung, người dùng và các nhà quảng cáo có thể phát hành nội dung và quảng cáo bằng việc chi tiêu cost. Cơ chế kiểm soát nội bộ của Content Cost thì có cơ chế trả chậm, cơ chế bảo lãnh và kiểm soát việc thúc cất cần, kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn này. Về cái cơ chế hội đồng phán xét của Content Cost thì thứ nhất là về cái trách nhiệm của hội đồng phán xử, những người sáng lập có trách nhiệm duy trì và cải tiến cơ chế quy định đầu tiên của hệ sinh thái nên họ sẽ không được nhận phần thưởng. Với cái bầu cử thành viên hội đồng này thì bất cứ người nào nắm giữ Token Cost và đạt đến với mức điểm tín nhiệm nhất định thì sẽ được các nhà sáng lập xem xét và lựa chọn làm một cái thành viên hội đồng.